If I could save time in a bottle, the first thing... Ok, mình bắt đầu nha mọi người. Trước tiên là chào mừng mọi người đến buổi seminar thứ 3 của SSA. Và buổi seminar hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cách người ta có thể làm ra rượu vang, hay gọi là winemaking process. Và trong bữa hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với 3 loại vang cơ bản, bao gồm vang trắng, vang đỏ và vang hồng. Mục đích của buổi học là sẽ giúp người tham gia ghi nhớ và hệ thống lại tất cả các giai đoạn trong một quá trình sản xuất rượu vang tỉnh, hay còn gọi là still wine, và ghi nhớ các thuật ngữ, hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến việc lên men và sản xuất rượu vang, nhận biết sự khác biệt giữa các quy trình sản xuất vang đỏ, vang hồng và vang trắng. Như các bạn cũng đã biết, công việc của một winemaker ở mỗi nhà làm rượu hoặc mỗi vùng sản xuất rượu vang đều khác nhau. Có đôi khi họ trực tiếp theo dõi vườn nho trước thời gian thu hoạch để quyết định lúc nào trái nho đã đủ phenolic ripeness để thu hoạch. Nhưng nhìn chung, công việc của một winemaker sẽ chính thức bắt đầu khi nho đã được thu hoạch và chuyển đến nhà làm rượu của từng nhà. Và tùy theo cái mục đích sản xuất cũng như phong cách rượu vang của từng nhà mà winemaker sẽ quyết định các phương pháp cần thiết được áp dụng trong quá trình sản xuất rượu vang. Và tại đây, trái nho sẽ bắt đầu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất rượu vang với vai trò là một nguồn nguyên liệu chính. Và như các bạn có thể thấy ở dưới đây, đây là một cái sơ đồ về quy trình sản xuất vang trắng cơ bản nhất, bao gồm nho khi được thu hoạch, lựa nho, crushing, pressing, tách nước nho ra khỏi must. Must hay còn gọi là những cái hỗn hợp bao gồm vỏ và hạt nho, làm lắng cặn, lên men, thêm những cái chất bảo quản như là sulfite, lắng cặn lại một lần nữa, và cuối cùng là đóng chai. Thì đó là cái quy trình chuẩn cho việc sản xuất rượu vang trắng, nhưng mà chắc chắn với mục đích của mỗi nhà làm rượu và cái phong cách rượu vang mà chính winemaker đang theo đuổi thì họ sẽ có những cái bổ sung và những cái quy trình khác nhau. Nhìn chung, mình sẽ chia một quy trình sản xuất rượu vang ra làm 3 phần, là trước khi lên men, đang trong quá trình lên men và sau khi lên men. Và để tiện cho các bạn theo dõi thì những cái quy trình trùng lắp giữa vang trắng, vang đỏ và vang hồng, tất cả mình sẽ nói ở vang trắng, vang đỏ và vang hồng nó sẽ tương tự như vậy. Đối với việc chuẩn bị cho quá trình lên men của vang trắng, đầu tiên sẽ là sorting, lựa nho. Crushing và disturbing là các bạn sẽ nghiền vỡ trái nho ra, tách cuốn. Pressing, các bạn sẽ ép nước nho ra khỏi must. Must adjustment, công việc điều chỉnh nước nho trước khi lên men. Chút settling là nếu rượu vang họ không muốn lắng cặn quá nhiều thì trước đó họ sẽ cho cái juice hay là cái must đó được nghỉ để cặn lắng xuống trước. Đầu tiên mình sẽ nói về sorting nhé. Thì trạm dừng chân của tất cả các chùm nho khi mà vào một nhà làm rượu đó là bàn lựa nho, nhằm giúp các winemaker làm gì? Loại bỏ những chùm nho không đạt tiêu chuẩn, bao gồm những chùm nho bị dập nè, các trái nho bị vỡ do quá trình thu hoạch vận chuyển, hoặc là những cái chùm nho có độ chín không có đồng đều, những các cành hoặc là cuốn nho bị lẫn vào trong đó trong quá trình thu hoạch. Thì việc lựa nho, sorting này có hai phương pháp để làm. Thứ nhất là hand sorting, như các bạn thấy ở dưới đây, sẽ lựa bằng tay. Thì cái công việc này tốn khá nhiều thời gian, nhân công và chất lượng cũng không hẳn là đồng đều lắm. Và cái thứ hai đó chính là optical sorting, là sẽ lựa nho bằng máy. Đây là một trong những cái công nghệ mới nhất và được rất nhiều nhà làm rượu ưa chuộng. Là bởi vì sao? Thứ nhất là chất lượng nho được lựa ra là cực kỳ đồng đều, là bởi vì máy sẽ được setup để nhận biết được màu sắc của vỏ nho, kích thước và độ đồng nhất, nghĩa là nho nó không có bị dập, không có bị mớp, trái nho cực kỳ đồng nhất. Và như các bạn thấy ở trên cái hình nhỏ dưới đây, tất cả những cái chấm màu đỏ là thể hiện những trái nho không đạt tiêu chuẩn, và khi đó nho sẽ được loại ra bằng một cái hệ thống khá là hay theo mình, là hệ thống khí nén. Tất cả những cái điểm các bạn thấy ở trong cái miếng màu đen ở đây nè, nó như một cái điểm ảnh trên máy tính vậy.
Và khi đó máy sẽ mark ở những cái điểm nào, máy sẽ đánh dấu những cái điểm nào có trái nho không đạt tiêu chuẩn. Và khi ra tới đầu này, ở trên đây sẽ là một dàn phun áp suất khá cao. Nó sẽ bắn trái nho văng ra khỏi cái mẻ nho chuẩn bị để được lên men. Bạn Vi có cần bổ sung gì không ha? Em sẽ bổ sung sau cái anh giới thiệu về cái hand sorting luôn thì em cái này anh qua destemming. No, hand sorting ở đây trong đi. Trong cái việc sorting đó, đối với em á, thì nó có thêm một dạng nữa, đó là đây là sorting khi mà mình đã nhận nho ở ngay tại nhà rượu rồi. Thì đối với những cái nơi mà họ sử dụng cái sorting như thế này á, có nghĩa là họ đã không có lựa chọn quá kỹ trong quá trình thu hoạch ở ngoài vườn nho, thì khi mình đem về nhà rượu mình phải lựa chọn lại một lần nữa. Hoặc đối với những nhà mà họ làm, mà họ thu hoạch bằng máy á, thì khi mà thu hoạch bằng máy thì máy nó, cho dù là mình sử dụng những cái dạng máy thông minh nhất á, thì nó vẫn thu hoạch, ví dụ nó vẫn lấy là những cái quả nho không, chất lượng không tốt, hoặc là lá, hoặc là những cái con ốc, hoặc là những cái gì đó nó bám ở trên quả nho á. Thì khi mình đem về nhà rượu mình phải trải qua quá trình sorting. Nhưng vẫn có những nhà rượu họ không có sử dụng bàn sorting này, mà họ đã sort ngay tại ngoài vườn nho rồi. Có nghĩa là họ thu hoạch rất chậm. Những người mà đi thu hoạch á, thì cái công năng suất làm việc của họ chỉ đạt là 2/3 đối với những cái ví dụ những cái nhà rượu khác thôi. Bởi vì họ chỉ thu hoạch những chùm nho tốt nhất, có là lựa ngay trên cây luôn, và chỉ cắt và lấy chùm nho chứ không có lấy lá. Thì mình đã sort ra từ những cái basket, từ những cái giỏ rất là nhỏ rồi. Thì khi mà mình đem về nhà rượu, anh sử dụng ngay luôn, anh không cần phải có cái bàn sorting này. Thì okay, cái chi phí đầu tư cho cái việc sorting thì nó ít hơn, nhưng mà anh sẽ kéo dài cái thời gian mà mình thu hoạch hơn. Thì đối với em, khi mà mình làm sorting như thế này thì những nhà rượu nhỏ, em nghĩ là những nhà rượu mà khoảng 10 đến 15 hectare thôi á, thì mới có khả năng làm sorting ngoài vườn. Còn đối, tại sao người ta vẫn sử dụng bàn sorting này, đó là đối với những nhà rượu mà họ có tới 50 hoặc là 100 hectare. Yep. Thì cái việc mình sort ở ngoài đồng sẽ rất là khó. Thì hand sorting, em nghĩ hand sorting ở đây mình cũng có thể nói luôn là đối với cái việc anh hand sorting ngay tại ngoài vườn nho. Đấy. Thì ví dụ như khi mà mình đọc cái technical sheet đó, thì đôi lúc họ cũng có nói là về cái việc ví dụ mình đã có sorting hay không. Đấy. Thì cái đó okay, là cái mà em thấy được sau cái quá trình mà mình thu hoạch vào năm ngoái. Thì là nhà rượu ở bên em làm thì nó nhỏ, 10 hectare, 9 hectare. Cho nên là mình phải sọt tay hết đúng không? Tất cả bằng tay và đã sọt tinh ngay cái gốc cây đó luôn rồi, chứ mình không có cần phải có cái bàn nữa. Thì khi đem về nhà rượu là những cái mà mình thu hoạch được là mình sử dụng ngay. Đó, và nó không lẫn lá, không lẫn những cái con sò, những cái con ốc, những cái con bám ở trên quả nho rồi. Con sên đó. Ốc sên. Ok, cảm ơn Vi. Never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them.